Em xin chào tất cả các anh thủ. Hôm nay là video số 944 nha. Hôm nay em có thêm 3 hộp phụ kiện cho mình. Mấy cái hộp trước là em bán hết rồi nha. Ở đây sẽ có là cần câu. Hôm nay em sẽ gửi đến các anh ít cần thôi, nhưng mà chất lượng cho mình nha. Hôm nay có cán vợt với gác cần này, cán vợt carbon này, lóng dài lóng ngắn đều có nè. Và cần Ikeda, cần Hi Chi trúc này, Hi Chi carbon máy máy đứng máy ngang, Hi Chi một khúc Sakura nội địa Nhật nè. ISO thì sẽ có là ba cây Nhật luôn nha, Nissin, Daiwa và Marine. Và cần câu tay 3m6, 6m3, 3m6, một cây phôi hạ tay và một cây lu máy đứng 2m4 độ cứng MH xoắn ít đó. Và giá bên em báo sẽ chưa bao gồm phí ship mỗi sản phẩm phụ kiện là 30.000, còn về cần em sẽ đóng ống nước tiền ship là 40.000. Anh nào đặt trên hai sản phẩm thì em sẽ hỗ trợ bao ship, hoặc một sản phẩm các anh chuyển khoản thanh toán trước em sẽ bao ship mình, và khi nhận hàng các anh được quyền kiểm tra nha. Rồi tiếp theo em sẽ gửi đến đầu tiên đi. Một cặp nha, có chiều dài khoảng là 1m8 đó, mấy cái này thường là 1m8 hết, và nó có hai lóng, khi rút ra dùm ra các anh có thể siết lại ngắn dài đều được, còn dài nhất nó là sẽ là 1m8, trên dưới 1m8 nha, sẽ là trên thôi đó. Hai cái này chất liệu sẽ là nhôm hết nè. Cái này hơi bị dày, gọ của nó không có kêu tiếng vang giống như cái mộng này đó. Rồi bên dưới đế thì sẽ là kim loại, nó nặng lắm các nha, nó dày đặc, nó nặng. Hai cái cán luôn, em xin lỗi, không phải là hai cái chống cần luôn, không phải là cán nữa mà hai cái chống luôn. Một cây thì nó cố định như vậy, một cây thì nó sẽ có đó, mình ngã ra đấy, ở đây canh siết canh rô lôi ra đó, thẳng lắm nha, thẳng và cứng luôn. Đây là hàng Nhật Bản đó, hàng chất lượng cao luôn á. Này, anh nào câu cần he ra, cần câu tay he ra dùng mấy cây này, cái màu nó y hệt luôn đó. Mấy cần câu tay á, này màu cây này màu khác một tí nha, ở trong video là cái màu đó đó nha. Đây em đang quay nè, cái màu như nào là ra ngoài là nó như vậy nha, thực tế là như vậy. Rồi mã số sẽ là một, giá bán của hai cây này là 200.000 một cặp, 200.000 mã số 1. Rồi mã số 2, một cây cán vợt có cái tay quay sắt nè. Cây này chiều dài 4 mét và khi thu lại chỉ có 70 cm thôi. Đó, trọng lượng của nó là 412 gram. Ở phần này là phần carbon xoắn caro nè. Đó, ở phần này nó nước sơn nó che lại hết rồi. Đây, còn nguyên vẹn luôn. Nè, không đổi lầm, gen to gen 10 nha, gen 10. Phôi carbon xoắn cho mình. Cán vợt này còn khá đẹp nha, nó ít xước thôi, có mấy cái điểm xước nhỏ thôi. Một cái lóng dài rất là tuyệt vời cho các anh mang đi, tiện lợi mang đi. Anh nào câu câu ISO hay là câu chỗ dài, chỗ bụi rậm đồ, hay là chỗ xa, hay là chỗ cao, rồi mình lấy cái vợt dài nha. Cái này 4 mét, khi thêm mặt vợt nữa thì tùy các anh thêm mặt vợt 50 cm thì là 4m5 nha. Rồi mã số 2, giá bán là cái này bao nhiêu nhỉ? Số 2 giá cái này là 550 nha. Số 2 550.000. Xuất xứ là China, xuất thị trường Nhật đó. Cái này hàng đã qua sử dụng. Rồi cái tiếp theo là một cây có chiều dài khoảng là 3m95 nha, cho nó 4 mét đi nha. Đó, cây này còn rất là đẹp, phôi carbon. Hai quay tì carbon. Cái này đó, rất đẹp nha. Còn rất đẹp. Anh nào muốn sang trọng, ngoại hình ok đẹp đẽ thì mình lấy cây này. Đó, hàng Nhật Bản ít ít cây đẹp như vậy lắm. Rất đẹp. Gen của nó gen to nha, gen này gen 10 luôn, gen to. Đầy đủ hết. Cái này các anh có thể móc bèo đồ các kiểu nha. Đó, thêm mặt vợt vô thì nó dài hơn nha. Cái này có tổng cộng là 4 lóng, bởi vì nó là lóng dài, 4 lóng. 4 lóng cho cây 4 mét. Rồi, mã số 3, giá bán là 500, số 3 500.000, trọng lượng là 440 gram. Tiếp theo là một cây có chiều dài 39 nha, cũng là cần cấp, cũng là cái cán carbon luôn. Phần này nó có phần làm đốm nè, mặt trên cũng có. Đây đây, nó có in chữ hai carbon và có mã code ở đây.
Cái này chữ tàu, chữ Nhật đồ không biết đọc đâu. Màu nước sơn của nó cũng khá là dạng nhiều màu nha. Nó có ngả màu giống như cây cần Nissin 7 màu gì đó. Ít ít thôi nha. Cái gen của nó, cái cục gen rất là dày và to. Cái như gen lộ này cũng gen 10 luôn nha. Dài của nó là 3,9 m. Ngoại hình thì nó có sơ xước à. Sơ xước nhẹ thôi. Sơ xước mấy điểm như vậy. Căn cái cán này có tổng cộng là 4 lóng luôn nha. Ngoại hình bên dưới thì nó cũng khá đẹp nè. Rồi, giá là 600. Cái này VIP, cái này giá 600. Mã số 4, 600 nghìn. Rồi, sang tiếp theo mã số 5, một cây Ikada siêu siêu dẻo luôn. Cái này nó có cái ngọn nhỏ lắm cả nha. Đây một cái tem. Cái này là một cây nội địa Nhật luôn á nha. Nó mắc chữ thôi. Khoen của nó này, Fuji. Loại sứ xám, có viền trắng bên ngoài, nó giống như cái dạ quang á nha. Và cái bát cần này, bát gập Fuji FS6 dạng màu đồng. Ở đây nó cuốn mấy cái dây mây to này. Thằng bát này. Đó, ở đây có cái dây để buộc bảo hiểm nha. Anh nào mình câu ngâm á, mình buộc vào đó, đóng cá to thì nó sẽ lôi. Này, cái ngọn nó nè, rất đẹp nha. Cái này chiều dài là 1m56 ạ. 1m56, một cây cần gấp khúc nha. Đây là cái ngọn đặt. Cái phôi của nó là sợi thủy tinh này, trắng này. Bên trên nó sẽ sơn màu và có cái chữ rất đẹp ở đây. Đó. Ngọn được xoắn cuốn chỉ. Lực chịu tải nó tốt hơn. Đó, lực hơn. Bên trên này ngọn nó nhỏ lắm cơ nhá. Đây. Ngọn nhỏ lắm. Ngọn 0.3 ly thôi. Ngọn nhỏ lắm. Này, đây cái cần nè. Đó. Nó nảy cứng. Đấy. Đáp vào là thẳng lắm nha. Bởi vì cây này cây đặc mà, thẳng mà, cứng gì nè, đó. Ngọn nó là siêu cảm giác luôn. Rồi. Trọng lượng của cần là 132 gram. Cái này là cần carbon. Chất liệu carbon. Ngọn đặc giá là 390.000. 390 nha. Mã 10, mã số 5, chiều dài 1m56. 390. Mã số 6, một cây cần phôi phíp, cái này hàng Nhật luôn, cũng có tem, cần thì sơ xước theo thời gian nè. Khoen đẹp, khoen Fuji loại sứ trắng. Cái này cần rút Ikada, có dây buộc bảo hiểm, khoen bát Fuji FS5 nha, bát nhỏ. Đây ngọn sợi thủy tinh, ngọn đặc màu cam luôn. Khoen đầy đủ nha. Nó vẫn còn khoen đầy đủ. Canh thấy nó xấu, canh có thể nè tháo chị ra về mình bo lại chị khác cho nó đẹp nha, mình cứ nghệ nhân đi đó. Một cái cần rất là thẳng của Ikeda, ngọn đặc. Rồi chiều dài cần 1m5, ngọn 0.8, trọng lượng 68 gram. Mã số 6, giá bán là 200, số 6 200k, cần phíp nha. Rồi sang một cái carbon nè, chiều dài 1m1 m. Khoen bát hạng, bát rất đẹp. Bát này bát số 6 nha. Đựng máy to được rồi. Cần rất là nhỏ gọn nha. Thu gọn cây này là 62 cm. 62,5 cm. Đẹp hết. Cần rút, ngọn đặt. Chiều dài 1m1 nha. Cây này đo được 1m10, 12, 11, 12 á. Bởi vì cần Nhật mà, nó sẽ có zoom size nha. Một là hụt đi, hai là nó dài hơn. Đây là ngọn đặc rất là cứng. Anh nào muốn câu cứng mình lấy cái này cứng lắm nha. Ikeda. Ngọn 1.1, trọng lượng 70 gram, mã số 7, giá bán là 300. Số 7, 300 nghìn. Rồi sang số 8. Một cây cần Heiichi có cái ngọn nhỏ. Heiichi nha, Heiichi trúc nghệ nhân. Đây, trúc. Đây là trúc thật nha. Rồi, nó có bát gặp Fuji FS6. Và chiều dài của nó là 2m1. Cái cần này dài 2m1 ạ. Ngọn đặt tháp Long Phụng. Đây, cần nó tới đây thôi nha, 2m1. Khoen của nó nè. Cái ngọn nhỏ. Ngọn cái này nó chỉ có là 0.7 ly thôi. Ngọn 0.7. Cần câu trúc. Nó nghệ nhân nó làm mấy cái ngoại hình bên trong. Màu mè nó thêm chỉ mực vô.
đó, nó cộm lên. Và cái này đặc biệt cái khoen á, cái khoen nó ngon. Anh đợi em tí nha, cái này thì anh nào đặt nè thì em sẽ bo lại cái phần, em thêm một cái khoen ở đây. Đây là cái khoen đề ba của nó mắc khoen rồi đó nha, nó mắc một cái khoen đề ba đây nè, bên trên này vẫn còn nguyên đây. Khoen của nó khoen ruby đó, mình đánh sạch lại là đẹp đó nha. Đây là khoen ruby màu xanh dương, có tổng cộng là 1 chiếc, 2 chiếc, 3 chiếc và 4 chiếc ở đây nha. Đó, cần trúc này hôm nay bán giá là 390, ngọn 0.7, trọng lượng 192 g, dài 2,1 m, mã số 8, 390.000. Rồi sang mã số 9, một cây trúc khác nữa nè, có đi kèm một túi vải luôn. Cái trúc này dài nhiêu nhờ, cái này khoảng cũng là 2,1 m luôn các anh nhá, bởi vì cái gốc của nó ngắn hơn cây kia, cái ngọn nó dài hơn. Cái này tầm 2,1 m luôn. Đây, một cây cần trúc có khoen Fuji và bát Fuji FS6. Ngoại hình của nó nè, cái màu của nó không được sáng bởi vì nó không có đánh đánh màu vô, nó để nguyên vẹn cái màu của cây cần câu trúc đó, nó làm mượt thôi. Và cái ngọn nó đang đặt này, ngọn nó rất là đẹp nha, rất đẹp. Đây, em cho anh xem đó, phần đặt tháp này rất đẹp. Bên trên cái đầu của nó là có cái nắp chụp, đây cái anh tháo ra nha, tháo ra rồi mình ráp vào, và cái đầu của cây này rất là đẹp luôn, cái sứ rất là bóng và cái đầu của nó là màu đầu màu vàng nha, đầu màu vàng đó, vậy nè, trông rất là zin luôn nha, zin từ bển về luôn đó. Rồi một cái cành cấu trúc có ngọn là 1 ly, trọng lượng là 650, không phải, lộn, 165 g nha. Mã số 9, giá bán cây này là 500, số 9 500.000 cho cây này. Này còn đẹp hết. Ngọn 1.0. Rồi sang mã số 10, một cây cần Heiichi cần carbon. Đây. Nó của dòng hãng Mamiya Kenturi. Cũng có mã code tiêm vàng đầy đủ luôn nha. Ở đây Mamiya Kenturi. Chiều dài 1,8 m, độ cứng cây này khoảng 20. Này Mamiya nó có ngọn là 1.1 ly ạ. À, đế gỗ này phôi carbon, càng này đẹp nha, có dây buộc này, bắt gặp Fuji FS6, khoen Fuji ngọn đặt tháp Long Phụng. À, cái đầu này đó, cái đầu này là cái người dùng họ thêm cái gì đó vào đây nè, đó, cho cái màu nó dạ quang hơn. Kệ nó còn zin nha, bạn zin đó, đây là ngọn đặt. À, màu đen, một cái càng đẹp, còn nguyên vẹn. Rồi, anh nào câu tráp hay nâu gì mình lấy. Ngọn 1.1, trọng lượng 155 g. Mã số 10, giá là 600. Số 10, 600.000. Rồi sáng 11, một cây rất là tuyệt đây. Cây đai hoa. Đai hoa hàng chính hãng luôn đó nha. Có mấy cái chữ design và init của nó nè. Bát Fuji in logo đai hoa đây. Đó, một cây đai hoa Metonlia. Chiều dài là 1,9 m. Game 73 đó, Meton top. Cái phôi của nó là cực kỳ VIP luôn. Phần này là phần cuốn chỉ và chích keo, ở đây nó in cái chữ lên nữa. Đây, xuất xứ là Made in China nha, có mã code tem vàng đầy đủ. Đây đó, nó xuất Nhật ạ. Tay cầm cán mút nhỏ gọn, cái góc của nó nè, đây đôi góc này nha, góc của nó là 10.7 thôi, thích hợp cho cái dùng máy ngang nha. Đó, ngọn sợi thủy tinh ở bên trên. Đây mời các xem, đây rất là zin nha. Rất zin, cái này độ mới hiện tại nó khoảng cho nó 80 đi ạ. À. Cần không có xước đâu nha. Cái màu thì trà bóng lâu sạch đẹp đẹp là được. Đấy, anh nào chuyên mấy cái hạng đời dòng đời tốt, đời cao thì các anh nhìn cái tên là các anh biết à. Cái này có ngọn 1 ly, trọng lượng 107 g. Mã 11, giá bán cái này chỉ có là, rồi cái này 1.850.000 các anh nhé, mã 11, 1.850.000 và còn nguyên vẹn hết luôn. Cái này thì giá Nhật đó nha, hơn 30.000 yên. Rồi mã 12, 12 là một cây Sakura, cái này một cây một khúc các anh nhé, một khúc thôi. Đó,
chiều dài của nó là một cái số này đẹp lắm, lát nữa em bảo cho các anh xem ngoại hình tình trạng nó đã. Đế còn khá là đẹp rồi, có dây buộc nè, tay cầm cuốn chỉ rất đẹp luôn, bát đẹp luôn, bát Fuji FS6 quá đẹp. Cái góc của nó nè, cái này cứng lắm các anh nhá, này góc 10 nè, nó cảm giác nó cứng không, cái ngọn của nó này nè có cảm giác nè. Đấy, Sakura cần này phôi carbon luôn, nó đẹp, để dính keo lát nữa em lau cho lau sạch để. Cái này đẹp lắm, nó thiếu một cái khoen ở đây, anh nào lấy thì em sẽ gắn cái khoen khác mình vô nha, cho mình nha. Nó bị gãy rồi, nó quặn chỉ nó bị gãy rồi. Đó là bu Fuji loại xíu xích này, đây rất là nguyên nha, còn nguyên vẹn luôn, cái này xài còn mấy năm luôn không hư hại, xài kỹ là lâu. Ok, gắn thêm cái khoen khác vô là ngon nha. Rồi cái này số đẹp lắm, ngọn 1.2, trọng lượng 112 gram, chiều dài là 1m12, mã số 12, giá bán là 600 12, giá 600.000 cho một cây này nha. Sakura. Rồi mã số 13 là một cây canh ISO nha, ISO dài 3m3, cây này độ cứng cao lắm. Cây này là một cây canh 2 của hãng Nissin, hàng nội địa Nhật, này chắc tay, trọng lượng có, độ cứng cao nha, góc của nó là 22.5. đó, ISO khen bé, anh nào muốn đánh ISO khen bé và đánh bạo lực thì lấy cây này. Bát vặn Fuji chữ vàng, có nắp chụp và dàn khen Fuji. Đây, cái phôi nó là cực kỳ dai và cứng luôn. Ba khuyên chạy, ngọn rất cứng nha, ngọn rất cứng, một cây ISO khen bế ngọn rất cứng, to nữa. Đây, cái ngọn nó quá to luôn đó nha, cái góc ngọn nè, cái góc ngọn là 7.7 ly luôn, quá to. Và cái ngọn trên là 1.6 nha, và dàn khuyên của cần sẽ là dàn khuyên bế, khuyên Fuji khuyên bế, độ cứng cao, cái này cứng 7H có nha. Đó, anh nào hạ tay lấy được cũng được. Một cây Nissin có in chữ nội ở bên dưới. Đó, 3m3. Ngọn 1.6, trọng lượng 290 g, mã 13, giá 750.000, 13.750, còn carbon. Sang 14. Cần câu ISO nè, ISO của hàng Daiwa. Chiều dài 4m7 và zoom 5m3. Đó, có thể câu hai khổ nha. Hàng nội địa Nhật, có mã cố tem vàng đầy đủ. Em sẽ có nắp chụp đầy đủ cho cái dàn dàn khuyên này nha. Ok cho mình. Đế còn nguyên bản, đế logo Daiwa này, ngoại hình sơ xước một ít bên dưới thôi. Bát còn nguyên vẹn nha. Chế độ zoom nó nằm tại đây. Đó, phôi xoắn, carbon xoắn. Dàn khuyên Fuji loại xíu xám hết. Bên đây thì nó sẽ có là 4 khen chạy cả nha, khen còn nguyên rồi, nguyên rồi, mình vệ sinh lại là đẹp. Em sẽ đánh lại, em sẽ làm sạch sẽ lại sau một tí cho mình nha. Cái này ngọn đặc, phôi xoắn, hàng xuất xứ là nội địa Nhật Bản, bên trong còn khá là đẹp nha, độ mới cao sáng. Đây cho là lóng thứ hai đi nha, bởi vì bên dưới là zoom rồi. Đó, nói chung là đẹp nguyên luôn. Cái này, cái này độ cứng là độ cứng 2 các nhá, 4m7 zoom 5m3, độ cứng 2, ngọn 0.8, trọng lượng 218 g, mã số 14, giá bán là 1.250.000, 1.250.000. Rồi sang mã 15, một cái hàng Madine, cái này rất nhẹ, Madine đó, hàng nội địa Nhật, có mã cốt và tem vàng, chiều dài 5m3, độ cứng 1.5, một cây Madine rất light, UL, bát gọc Fuji stainless còn đẹp nè, đó, làm nhám rất đẹp nha, này, càng nguyên vẹn luôn, độ mới cao, khoen rất đẹp, em mời các xem, khoen loại xứ xích hết Fuji, này, khoen bên trên này rất đẹp nha. Đó, cái dòng khuyên đời cao này, này có 3 khuyên chạy, đầu bu này, đầu bu này tìm không có luôn á, rất đẹp, đầu bu trong có thể thấy phôi bên trong. Và cái này ngọn đặt tháp lông phụng nha,
đặt tháp Long Phụng của nó rất là mượt tại đây. Không thấy gồ lên, không thấy thô. Tôi cần chủ đạo là màu ghi, màu xám. Chủ đạo màu xám. Đó, một cái ISO khen bé. Cần nhẹ lắm cả nha. Cái này thì có chiều dài là 5m3, độ cứng 1.5, ngọn 0.8, trọng lượng 161g. Mã 15, giá bán là 1.650.000, 15.650.000. Rồi sang mã 16, cần câu tay Hirabuna dài 3m6, bản Kodia xuất thị trường Nhật. Cái này màu nước sơn màu đỏ nha, màu đỏ đô, đỏ đậm á. Độ cứng là 5H cho mình. Có đế quặng nè, đó, đế kim loại. Ở đây thì có cái khoen buộc dây bảo hiểm nha, không có móng tay, không có kéo ra được. Đó, khoen cục dây bảo hiểm, tay cầm được làm nhám, chống trơn, phôi carbon xoắn, nắp chụp đầy đủ. Cái càng câu tay độ cứng 5H, càng câu chép rô phi. Càng này độ nảy tốt nha, độ nảy nó cao. Độ cứng 5H, nó cứng theo cái bạn càng của Nhật luôn nha, nó dạng vượt cứng cho mình. Ok, giá 650, ngõ 1.3, trọng lượng 99g thôi. Mã 16 giá 650.000. Sang 17, một cây cần dài 6m3, Hirabuna luôn nha. Xuất xứ cũng là Korea xuất thị trường Nhật, có cái mã code là khác, 2686. Phôi lóng bên ngoài thì ngoại hình nó sang trọng đẹp hơn, xoắn ít. Đó. Cái này có tổng cộng 6 lóng nha, 6m3, độ cứng cũng vậy luôn, 5H, có thể câu chấm đen được. Xoắn nè, đẹp, xoắn toàn thân nha, đầu lóng là viền vàng nè, bên trên màu đen, bên dưới thì sẽ có viền vàng luôn, nhưng mà màu nâu và cái phôi phôi lóng, đó, ngoại hình nó là như vậy. Cái này có tổng cộng 6 lóng ra nha. Đây là một cây cần lóng dài, thu gọn khoảng là 1m2 nha. Cần câu tay. Ngõ 1.3, trọng lượng 220g, mã 17, giá bán là 1.050.000, 17, 1.050.000 nha. Rồi sang mã 18, một cái cần còn đẹp đây, rất đẹp nha. Này em hạ tay mấy cây 3.9 cho khách, khách rất ưng nha. Anh nào không muốn thì cứ tự về tự hạ nha. Cái phần này này làm nhám này nó rất là chắc luôn, tháo này ra mà phần này không bị bay màu luôn á nha. Đẹp á, phần này. Rồi, cái cần dài 3m6, anh nào muốn câu không cứng không mềm lấy cây này. Độ cứng 3.5 đến 4H. Cái này về cái dùng làm cần tay, ngon nha. DOB, có cái bát gặp Fuji LS6. Đây là hàng nội địa Nhật, độ mới còn rất là cao nha, có tem vàng đầy đủ. Mấy cây kia thì em có hộp, cái này là duy nhất là nó trống không vậy nè. Nhưng mà nó rất là đẹp rồi. Có cả nắp chụp đi kèm luôn. Đây em mời các anh xem. Đó. Anh nào đặt thì em chỉ thêm cái đầu dù vô cho các anh về các anh câu thôi. Ngọn của cần của nó là ngọn đặt tháp Long Phụng. Đó, đây là đặt tháp Long Phụng nha. Ngọn bó trắng bên trên. Anh nào dùng cần câu tay trợ máy sẽ biết. Bên dưới nó sẽ có màu, bên trên ngọn sẽ là màu trắng. Rồi, cần đai rất thẳng. Siêu thẳng luôn nha. Phôi cần tay trợ máy thì khỏi bàn. Rất thẳng. Cái này đẹp lắm. Ngọn 0.8, trọng lượng 113g, mã 18, giá là 750.000. 18, 750.000. Ryobi, nội địa Nhật. Rồi sang 19 là một cây cần câu lu cho cái anh đánh cá lóc, đánh mồi nhái hơi, nhái thật đều được. Lu nha. Đó, bên dưới có hình con cá. Cái này của Yamaga Blend nè. IC Limited, cái này là hàng nội địa Nhật nha, mấy Inzaba. Đó, chiều dài 2m4, độ cứng MH, tải mồi là 30g đến 60g. Dây dù BE các anh dùng số 1 đến số 3. Phôi carbon xoắn ít hai da nè, dàn khoen Fuji. Đó, sáng đẹp luôn, độ mới rất cao. Bát là bát vàng. Sáng đẹp hết nha. Đó.
mới cao khe Fuji loại xứ là màu nâu đen cho mình. Phôi là xoắn hai da lực 2m4 cứng MH nha. Ngọn cần hiện tại là 2 ly, trọng lượng là 140g. Mã số 19 giá bán là 1.150.000. 19 1.150.000. Rồi tiếp theo. Rồi em lên phụ kiện nha. Mã 20 em lên một cái phụ kiện đầu tiên cho mình. Đây, cái hộp thôi mà bên trên có cái nắp rất là đẹp, có mấy con mồi dạ nữa. Lát nữa em gọi ra cho. Ở đây em xin đo. Nè. Chiều dài là gần 32 cm, còn cái bề ngang này nó khoảng là 16 cm nha. Đo rồi nè, 16 cm. Đó cho các anh dễ tưởng tượng hình dung ra nha. Ở đây thì nó hơn 10 cm nè. Cái chiều đứng của nó. Đây là của Nhật nha, cái hộp này của Nhật đó. Thép cơ bút. Cái nhựa này rất là dẻo dai và khó gãy nha, khó bể. Bên trong nó có một cuộn cước còn một ít, ở đây các anh có thể làm thẹo được, made in Japan. Đó, cái đường kính của nó là 0.37mm nha. Một ít thôi. Bên trong nó sẽ có mấy cái này, cái mồi giả cả nha. Đây, mồi giả này, mồi dung á. Còn 3 con ở đây. Đây thì cũng có luôn. Đây, có một con mồi giả, mồi dung nhỏ đây. Có cái vảy. Còn một con. Cái này còn nhiều nha, đó. Mồi sâu, mồi dung nhỏ. Có thể dùng để câu cá. Cái này không có đâu. Này còn nè. Đây, mấy cái bịch này, bịch linh tinh nè, đó, rất là nhiều nha. Những loại bọ đồ các kiểu nè, đó, con bọ, con tôm đồ các kiểu nè. Đây, anh chụp hình lại. Rồi, đây, còn rất nhiều nha. Đó, rồi, có một hộp cho các đựng chì, vẫn còn chì luôn. Chì kẹp to với nhỏ nha. Wow, to với nhỏ quá, ok. Cái hộp này hộp to nha. Này, đường kính của cái hộp này gần 8,5 cm. Rồi bên dưới nó sẽ có cái gì, có mấy cái linh tinh nhỏ thôi, không sao. Em thì em bán đa phần là bán giá với cái hộp với một ít linh phụ kiện đáng giá thôi nha, còn mấy cái linh tinh thì cứ để ở trong đó. Rồi, có mấy cái chì nè, có một cái mút, có vài cái lưỡi nhỏ ở đây. Đây nè, đó, vài cái lưỡi nhỏ. Ở đây nó có hai con mồi dạ, hai con cá cho con mình câu luôn nha. Mình dùng cá thôi, còn lưỡi thì mình về mình tự buộc cái lưỡi khác vô nha. Lưỡi bị dỉ xét rồi thì mình lấy cá là được, là ngon rồi. Ở đây có chì và cái lưỡi nhỏ, đây có chì. Chì này câu bình thường luôn á nha, câu thông dụng luôn. Rồi đó, có cái hộp ngăn trơn. Hộp này mã số là 20, giá bán là 280.000. Nhanh tay lấy con này nha, có mồi dạ nè, có cái hộp luôn. Rồi sang mã 21 nè. Trong nó hơi cũ, dơ bặn bên ngoài, mình về mình đánh rửa lại nha. Nó dính bụi đầm á. Nãy nó có dính bụi em phủi ra rồi. Đó. Owner của Nhật luôn nha, cái hộp này. Đó. Không bị lỗi lầm. Có cái đồ để cho mình xách ở đây. Cái ngang của nó là 34 cm. Còn cái bề rộng của nó sẽ là hơn 16. Chiều dài của nó, chiều cao của nó là 17 nha. Đó, cũng khá là ok rồi. Bên trong của nó nè. Đây, nó có ngăn, nó có tầng lớp lớp. Và cái hộp này hơi bặn một tí, em về cái chai rượu lại giúp em nha. Có cái đồ, cái cây cán dao và có ba con mồi dạ. Mình lấy mồi thôi, mình đánh rượu lại, mình thêm lưỡi nha. Và con này con nồng nọc to nè, có cái lưỡi nè, mình thay lưỡi rồi mình lấy cái này, mình để lại cái này. Cái này không bị reset. Đó. Lấy con mồi nha. Đó, có tăng. Bên trong rất là nhiều mấy cái vị này. Rất là nhiều mấy cái vị lưỡi. Theo lưỡi. Bên dưới còn, wow, cái này mới VIP nè. Đây, cái này mới VIP nè. Rồi, bên trong đây. Có cái hộp nữa. Rồi, vẫn còn. Đây, vẫn còn rất là nhiều. Theo lưỡi. Rất nhiều nha. Này cũng phải là hơn 20-30 vị lận. Rồi bên dưới thì nó cái vặt linh tinh, bỏ đi, kệ nó. Băng keo, kệ nó. Đây, mình chú trọng mấy cái này nè. Ô, cái hộp này đựng mồi giả cả nha, quá tuyệt. Wow. Mấy con này là mấy con to không á? Đây, mấy con to không á? Đó, mồi giả, mồi dẻo quá nha, mồi mềm á.
lưu bóc đó, mồi để cho mình đựng mồi lưu luôn, cái hộp này. Rồi, ở đây nữa nè, à, mồi dạ nè, wow, cái này là cái con gì nhỉ, có mực à, đây. Một bịch luôn, ba bịch luôn, nguyên vẹn, à. Quá đẹp, rồi các anh chụp lại giúp em nha, nó có ghi chữ như vậy, đó, chụp lại giúp em, đây, chụp lại giúp em, ok, ba bịch, rồi hộp này sẽ có là mã số 21, giá bán là 250, 21, 250 nghìn, bán rẻ cho các anh về luôn nha. Rồi tiếp theo cái hộp này thì nó phơi nắng nó hơi cũ tí cái nhá, nó có bị bẻ ở đây nè, nhưng mà cũng ngon, sách vẫn còn bình thường. Rồi, chiều dài của nó là hơn 38 cm, chiều rộng của nó là 18 cm, đứng của nó sẽ là hơn 18 cm. Cái thùng này nó to hơn, xem nó có gì trong đây đặc biệt đây. Wow, 3 tầng cái nhá, 3 tầng luôn, rất đẹp. Đây, có thể nghiêng ra đằng sau luôn. Nè, rất đẹp luôn, 3 tầng, quá đẹp. Bên trong còn nguyên vẹn nè, cái phần nhựa, phần chân của nó còn rất là đẹp. Ở đây có một cái cho cái gỡ lưỡi nha. Đây, nó nhỏ thôi, gỡ lưỡi. Rồi, bên trong đây nó sẽ có, cái này là cái lưỡi dài cái nhá, lưỡi dài nhiều ngạnh nè, nhiều cạnh nè. Cánh chụp lại rồi xem nha, rồi mình chốt sau cũng được. Em lên nhanh, mấy cái này em bán được nhanh, đi nhanh lắm. Có một cái phao tròn, như bị gãy, bị lội hay là độ chế gì đó. Rồi, nó sẽ có mấy cái cục chì nhỏ bên dưới, có lưỡi chì, có mấy cái phụ kiện linh tinh nè, có chì, chì neo, có chì lưỡi nữa, có mấy cái cục chì tròn nè. Cái thẹo này đầy thẹo luôn nha, đầy cái để gá lưỡi, gá cước nữa, đây cái gỗ gá cước nha, bên trong này dài rồi này. Rồi em lên nhanh, cái này mã số là 22, giá bán là 250 luôn, 22, 250 nghìn, và kết thúc video tại đây nha. Rồi anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo hoặc số điện thoại em có ghi trên màn hình, số điện thoại em là 0356776692. Và các anh ủng hộ em một lượt đăng ký để đón những video mới tiếp theo em sẽ ra nha. Em chúc các anh đi câu may mắn. Xin chào tạm biệt.